Đây là ngôi đền Thạch Đà, dân chúng em đến chơi vào dịp Tết, những giờ thực hành lịch sử bọn em thích thì vẫn đến được. Hết đầu tiên là thằng cục tài đứng tảng đá bảo vào đây nhanh. Thứ hai là bạn hàng bẩn thích chụp ảnh cùng với cây xanh. Ngôi đền có ao thả cá, có ghế đá cho các bạn ngồi, có nhiều cái selfie đẹp bạn hàng thấy bảo thích quá thôi. Đền Thạch Đà đẹp cực kỳ, vào dịp lễ cần sang nhanh. Ngôi đền này của chúng em được xây bởi Đức Phùng Quang Thanh nha. Cầm hình ảnh hai cô gái đang ngồi chân thở chùa.